Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2020. Thì hôm nay thì solar Hưng Yên có về pin mặt trời. Thì cái sáng nay thì có kho chia cho những người đã đặt trước, Lai Châu, thì là Hà Nam. Còn về nhà mình hiện tại đây còn 3 kiện để bán lẻ cho mọi người. Đây là cái tấm Caladrian 445W Molo Half Cell 144 cell 9+3 mọi người nhé. Đợt này miền Bắc hơn 2 tháng rồi, bây giờ miền Bắc có hàng để bán này. Phân những bạn đặt trước thì mình đã trả hàng hết rồi. Đây còn 3 pallet bán lẻ. Đấy, giá bán lẻ tới đây là 3 triệu 4 một tấm nhé. Nếu ai mua trên 20 tấm thì giá sẽ là 3 triệu 2. Nhưng phải trên 20 tấm mình mới bán 3 triệu 2 nhé. Và bán tại Hưng Yên, mọi người xuống tự chở. Lô sau thì tới tận 15 tháng 11 mới có hàng cơ. Đây tấm Kala đây. Tấm này được phân phối bởi Đạt Solar nhá. Có quét mã vạch này. Có quét mã vạch, mọi người quét mã này này. Có 3 cái tem này. Quét có thời gian bảo hành. Có thời gian bảo hành. Thời gian bảo hành là 12 năm và có ngày sản xuất và ngày bảo hành nhá. Đây là tấm 445 này. Nên đây mình quay ngược, nó hơi ngược cái tem một chút. Công suất là 445W, điện áp là 40,9 này, 10,89A, 48,9V điện áp hảo mạch và 11,54 điện áp ngắn mạch cầu trì 20A. Đấy, tấm Caladrian, dây của nó đây. Cái lô này sản xuất này, đây. Lô này sản xuất ngày 14 tháng 9, xuất xưởng ngày 14 tháng 9 năm 2020. Thời gian sản xuất là 14 giờ ngày 14 giờ 28 phút. Nó hơi mờ chút vì điện thoại nó đang ngược sáng. Không lấy nét được. Thôi đại loại là thế. Nó sản xuất vào 14 tháng 9 năm 2020. Đấy, vừa rồi lẽ ra dự kiến là về cách đây một tuần nhưng mà do bão nên là tàu không cập cảng được nên là không về được. Tấm này được phân phối bởi Đạt Solar nhá. Hàng chính hãng, bảo hành 12 năm, bảo hành toàn quốc. Có tem cào, quét mã vạch đàng hoàng. Còn tấm này là tấm nhà mình đang bán một loại lỗi là loại V Sun 395, tấm này là 2.750.000. 2.750.000 một tấm. Tấm này là 395W full cell, cell vuông. Cũng là molo nhưng mà molo full cell. Còn bên kia Caladrian là molo half cell này. Con này là molo full cell 5+3 này. 5+3 nhé. Thế còn bên này là molo half cell 144 cell, bên kia 72 cell, bên này 144 cell và 9+3, 9 đường mạch. Caladrian chưa có tấm 12+3 đâu mọi người nhé. À, sang tháng 12 sẽ có tấm mới về là tấm 480W. Nó cũng như thế này, kích thước cell cũng như thế này thôi. Nhưng mà nó chỉ là thêm một hàng cell nữa thôi. Nó thêm 6 cell nữa. Thì là công suất nó tăng lên là 480W một tấm. Đây, biển và số điện thoại nhà mình đây. Nhà mình ở Ân Thi, Hưng Yên. Số điện thoại 0987006938. 0868867216, nó là số điện thoại. Hiện tại mình có hai mẫu như vậy, một mẫu là 2.750.000, 395W full cell này. Và một mẫu là Caladrian là 3.4 triệu mọi người nhé. Mọi người mua trên 20 tấm thì giá sẽ là 3.2 triệu. Ở đây còn có 3 pallet là 81 tấm này. Đây đang xếp tạm đây, mai sẽ chuyển đi Hà Nội để giả mấy khách Hà Nội, khách mua lẻ. Đây xếp đây, còn cả V Sun thì xếp tận trong nhà trong kia cơ. Xốp để đóng hộp cho mọi người này. Dây này, hôm nay phá pallet ra dây, dồn dây lại để đóng kiện hàng cho mọi người này. Nhà mình ở đây không có, không thuê được xe lân, nên là hàng xuống đều phải dỡ ra hết. Chứ không có xe lân ở đây, như quê chỗ nhà mình thuê xe lân khó lắm, không có. Đấy. Tấm này nhà mình hàng chính hãng nhé, có quét tem cào mã vạch, có thời gian bảo hành các thứ đàng hoàng. Đấy, mọi người yên tâm về chất lượng. Bảo hành bởi nhà phân phối Đạt Solar, có quy trình bảo hành toàn quốc. Cái này thì mọi người lên trang web Đạt Solar mọi người sẽ tra ra được. Đấy, còn tấm pin nó như vậy.
Tấm này là 445W. Sáng nay có về thì chuyển trả mấy khách, khách Lai Châu, khách Hà Lan. Những người đặt trước họ lấy theo pallet thì là mình trả theo pallet, còn ở đây thì về đến đây nhà mình thì bắt buộc phải dỡ ra, xong rồi bắt đầu lại chuyển đi mỗi nơi một ít. Còn số còn lại để làm một vài công trình có khách đặt rồi. Đấy, còn thừa thì bạn nào cần thì gọi nhá. Cái đợt này thì hàng nó chỉ có thế này thôi, hiện tại là bán hết rồi, chỉ còn có 3 pallet này. Ngày mai sẽ chuyển đi mất vào hơn một pallet thì còn hơn một pallet. Thì chắc là sẽ đủ cho một số bạn mua lẻ. Hàng sang tháng 11 mới có về hàng về tiếp cơ. Với hàng V-San 445 là 13 tháng 11 là sẽ có hàng. Còn hàng Caladian 445 là 15 tháng 11 mới có hàng. Hàng này đều phải đặt trước đấy. Tiền được chuyển 80% trước thì mới có hàng. Vì to mời chứ còn mọi người bảo bây giờ mọi người bảo mua một vài ba lét tự dưng mua được thì không có đâu. Hàng muốn rẻ mọi người phải đặt hàng trước nửa tháng hoặc một tháng. Thì sau khi có hàng sẽ trả theo ba lét thì nó sẽ rẻ. Thế còn về đến đây với về đến tay người tiêu dùng, mọi người là người tiêu dùng cuối thì giá của nó là bên mình đang bán giá xuất tại nhà đây là 3,4 triệu một tấm. Đấy, còn mua trên 20 tấm thì mình sẽ để cho giá là 3,2 triệu. Đấy, còn nếu mà mua giá theo giá một vài ba lét thì hiện tại cũng không có đủ để bán cho mọi người đâu. Đấy, mua giá ba lét thì nếu ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì có thể giao được, giao từ thành phố Hồ Chí Minh. Nếu giá của ba ba lét trở lên thì nó khác. Thì mọi người mua ba lét thì mọi người sẽ alo nhé. Số điện thoại là 098 700 6938. Đấy, đây là tấm Caladian chính hãng, phân phối bởi nhà phân phối Đạt Solar. À, còn nếu mà ai chơi những cái tấm mà nó ít tiền ấy, cũng bảo hành 12 năm. Đây nhà mình có tấm V-San này, V-San này là 2,750.000. 395W 72 cell 5+3. Tấm này thì công nghệ cũ là nó sẽ rẻ tiền hơn. Đấy thì phù hợp với những người mới chơi hoặc là chi phí đầu tư thấp thì chúng ta nên sử dụng những cái tấm này. Nói chung là pin mặt trời khi lên thì điện nó như nhau thôi mà, nó chênh nhau cũng không đáng kể đâu. Nó chỉ do công nghệ sản xuất nên là tấm đắt tấm rẻ. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé. Nếu bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì gọi điện trực tiếp. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm.